xưa chỉ ở đây là được kèo. Ai mà nào xưa có thuyền đi đưa đánh cá là được kèo. Không như là ở đây là bao nhiêu tiền rồi. Food outside. Đi cái đoạn kia có quang cầu không? Có quang cầu không? Thank you.
tương đối là ok đó. Quay bên đây nè anh chị. Đi quay lại mà, đi vô về mà. Quay một hướng về một hướng. Đều đủ, xe nó còn khác. Ui, bên này có phải đông thuyền này. Đây là một bến đúng không? Ui, đụng nhau, đụng nhau, đụng nhau. Lại như kiểu đua xe. Đây cái này tôi yêu Hội An là cái sáng nay mình đi chụp mà cái lúc nó sắp xếp đấy. Cái con thuyền này tỷ 6, trên thuyền này là mấy trăm tỷ. Đúng không ạ? À, trên sông này. Đây, chui qua cầu. Tắc đường rồi, chứ đâu tắc đường. Why you don't push the head out? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai. Đẹp nhờ lần trước không như thế. Mới chân rồi. Vâng, đẹp chị ơi. Em xuống đây được bà chị thổ địa dẫn đi. Có biết đi không? Đây bà chị thổ địa đây. Đẹp cái đẹp. Ban ngày em có được bên đây. Được bà chị thổ địa dẫn đi Đà Nẵng, đi Hội An. Bắt buộc mà. Cười áo phao ra đi rồi chụp cho mình kìa.